Tủ lạnh tiết kiệm điện thì có rất nhiều, nhưng hãng nào được khách hàng tin dùng và đánh giá tốt thì hãy cùng điểm danh trong clip ngày hôm nay nhé. Số 1 là những chiếc tủ lạnh Sharp, được người dùng ưa chuộng bởi những thiết kế rất là sang trọng và hiện đại. Không những vậy, nó luôn luôn được tích hợp những cái công nghệ tiên tiến nhất phù hợp cho mọi gia đình. Tủ có khả năng tiết kiệm điện năng lên đến 35% nhờ công nghệ G-Tech Inverter giúp bạn giảm tải chi phí sinh hoạt hàng tháng. Công nghệ này cũng giúp máy vận hành ổn định và bền lâu hơn. Số 2 là tủ lạnh LG. Và đây là những chiếc tủ lạnh mang tới cho người dùng trải nghiệm cực kỳ hiện đại và thông minh. Công nghệ biến tần inverter trên tủ lạnh LG giúp tiết kiệm điện năng hiệu quả lên đến 50%, giải tỏa nỗi lo về hóa đơn tiền điện mỗi tháng cho người dùng. Bên cạnh đó, công nghệ linear inverter giảm tối đa hoạt động của máy, giảm tiêu tốn năng lượng, tiết kiệm điện năng và giữ cho thực phẩm luôn tươi ngon lâu hơn. Số 3 đó chính là tủ lạnh Electrolux, nổi bật nhờ khả năng tiết kiệm điện năng vô cùng tốt, giúp bảo vệ môi trường và đây chính là một sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi gia đình. Công nghệ inverter trên tủ lạnh Electrolux với khả năng tiết kiệm hiệu quả từ 30-50% lượng điện tiêu thụ. Như vậy, bạn có thể sử dụng thoải mái mà không lo tiêu tốn quá nhiều tiền điện hàng tháng nhé. Như vậy, mỗi chiếc tủ lạnh sẽ có mức tiết kiệm điện khác nhau, tùy thuộc vào cái công nghệ mà chiếc tủ lạnh đó sở hữu nữa. Ngoài ra thì thói quen sử dụng hàng ngày cũng ảnh hưởng tới khả năng chúng ta sử dụng tiết kiệm điện đó nha. Cho nên trước khi mà chúng ta sử dụng bất kỳ những chiếc tủ lạnh nào thì cũng nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo việc sử dụng tủ lạnh sẽ được hiệu quả và tối ưu nhất.